Mối tình thì có ba. Ba? Dạ. Dài nhất là bao nhiêu năm? Thực ra thì em là một người đã từng ly hôn rồi. Ồ, ly hôn rồi hả? Dạ. Lấy nhau mấy năm? Chưa đầy một năm đâu ạ. Có con chưa? Dạ, hiện tại thì em đang độc thân, không có con. Ly hôn lâu chưa? Cũng gần 20 năm rồi ạ. Chào em. Dạ. Số tuổi của em là nhiêu nè? Em tuổi năm nay là em 46 tuổi. 46 tuổi rồi, dạ. Người ta ly hôn là 20 năm rồi. Nghĩa là lúc đó là mới là cậu thanh niên. Dạ. Nhưng mà 20 năm rồi không có mối tình nào chưa hả? Dạ có ạ. Sau đó thì cũng có cảm nắng cảm gió một chút. Nhưng mà cũng không được sâu đậm. Còn em, mấy mối tình rồi? Em thì em cũng ly hôn rồi, tức là đó cũng gần như là mối tình đầu của em luôn. Mối tình đầu, ly hôn bao lâu rồi? Dạ, em cũng ly hôn được 10 năm rồi ạ. 10 năm rồi, có con chưa? Em có một bé trai 10 tuổi rồi. Hiện tại thì bé đang ở với ông bà ngoại ạ. Em trai, dạ. Em hãy cho anh biết em muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Em thì cũng không có phải đặt cái yêu cầu cao, nhưng mà cơ bản là người con gái là tóc dài. Có luôn em ơi. Vâng. Nếu mà biết nấu ăn thì càng tốt ạ. Nấu ăn. Biết nấu ăn không nè? Có, em tự tin. Thôi bây giờ hỏi em nè, cái mẫu đàn ông lý tưởng của em là gì nè? Bạn đó cũng phải khỏe mạnh, nhìn cũng có nét cũng hấp dẫn một xíu, rồi tính tình thì vui vẻ, hài hước, lạc quan, rồi phóng khoáng. Em thích kiểu vậy. Là vui vẻ thôi, phóng khoáng không em? Vui vẻ không? Dạ có. Ừ, tớ chụp hình mà vui vẻ phóng khoáng. Em đi với ai vậy? Hôm nay em đi với bạn gái em ạ. Dạ em xin chào chị Hồng Vân, em chào anh Quyền Linh, chào quý vị khán giả. Và em chào anh, em tên là Thảo, em là một người bạn cũng rất là thân với chị Hương. Em thấy hai người hợp nhau không? Khi anh bước ra thì em có một cái điều để ý là em thấy khuôn mặt hai người có nét hao hao. Hao hao hả? Đó là nhận định riêng của em thôi, em không biết mọi người có thấy như vậy hay không. Anh cảm ơn. Thuật kỹ thuật hôm nay em đi với ai vậy Thuật? Dạ em xin lỗi là hôm nay thì có đưa em nhưng mà bên ngành đặc biệt của họ thì không có thể tham gia được để ghi hình. Vâng, rồi được, không dạ. Sao dạ, em cảm ở đây có mọi người sẽ ủng hộ em, đặc biệt là anh ha. Dạ, em trai tôi chụp hình ha, nói chung là lãng tử chút xíu, phong trần chút xíu, miệng cười rất tươi, lúc nào cũng vui vẻ, lúc nào cũng cười lên em, cười lên em ha. Mặc dù đôi khi trong lòng rầu túi cười thôi, mà cũng cười lên em, thôi, cười mở lên rào em. Đi nè, mở rào đi, mở rào đi. Rồi thôi hai bên gặp mặt đi nha. Mở rào. Mình phải có chiến thuật tấn công liền nha. Anh sao em? Dạ em chào anh. Dạ. Rồi, hôm nay thì được chương trình đã tặng quà đi nào, tặng quà đi nào. Cho nên duyên ngày hôm nay thì anh gửi món quà rất là nhỏ. Xưa hết thì cái này thì là cái bóp là khâu 100% bằng tay. Ôi dạ. Em không biết là anh có thích đọc sách không? Sách này rất là thích đấy. Dạ. Thì em nay em đem một cuốn sách tới tặng anh với có một bài thơ của em nữa. Anh dạ. Cảm ơn. Em đọc một cái bài thơ mà em làm tặng cho Thuật đi. Em không có đọc được thơ mình trước đám đông. Em không đọc được thì thôi em đưa cho Thuật đọc đi. Này ôi buổi sáng Sài Gòn, hình như hôm qua em đã khóc, nhưng ngày mới đến rồi em sẽ biết nỗi buồn thành bữa tiệc vui.